ông chú thích làm AI. Thì hôm nay tôi chia sẻ bằng chủ đề một số công cụ AI và kinh doanh tuyệt vời. Đó bạn. Thì hiện nay trên thị trường thì cái hiện nay trên thị trường thì về AI thì cái phần mềm AI là cực kỳ, các bạn tôi sử dụng rất là cực kỳ trong thời gian qua và làm video hàng ngày và làm các chương trình thì tôi sử dụng đi qua rất nhiều các bạn. Đó là một cái, đó là bí quyết thì sẽ tạo cái bạn sử dụng thời gian nó vô cùng hiệu quả các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một số công cụ thôi, một số công cụ của AIVA kinh doanh. Thì công cụ AIVA là trong kinh doanh đang trở thành một phần thiết yếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tối ưu hóa quy trình hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Với khả năng tự động hóa tác vụ, phân tích dữ liệu lớn và cung cấp các dự đoán thông minh, AIVA không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh. Khi bạn nắm vững công cụ AIVA, bạn có khả năng tiếp cận khách hàng một cách thông minh hơn, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế và đưa doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Chẳng hạn, một công ty thương mại điện tử có thể sử dụng AIVA để phân tích dữ liệu hành vi người tiêu dùng, từ đó cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Việc này không chỉ dẫn đến sự hài lòng cao hơn mà còn làm tăng doanh thu thông qua việc giảm tỷ lệ bỏ giỏ hàng. Một ví dụ khác là các chatbot AIVA giúp trả lời câu hỏi khách hàng ngay lập tức, nâng cao trải nghiệm khách hàng mà không cần nhân viên trực tiếp. Thì cái đề cương khóa học công cụ AIVA kinh doanh nè, thứ nhất module 1 đó, một là giới thiệu về AIVA kinh doanh. Thì module này cung cấp các nhìn tổng quan về AIVA và ứng dụng của nó trong bối cảnh kinh doanh. Thì bạn sẽ làm quen khái niệm AIVA, định nghĩa AIVA và vai trò của nó trong doanh nghiệp hiện đại. Về module 2 đó bạn, phân tích dữ liệu khách hàng bằng AIVA. Thì các bạn thấy đây, đây là một công cụ cực kỳ quan trọng và cực kỳ hay, cực kỳ giá trị, giới thiệu về cái dữ liệu khách hàng hay gọi là chân dung khách hàng. Đó. Thì dữ liệu khách hàng là chìa khóa thành công. Module này sẽ hướng dẫn bạn cách AIVA giúp phân tích và hiểu hiểu rõ khách hàng. Rồi module 3 bạn, tự động hóa quy trình kinh doanh. Thì module này sẽ giới thiệu cách tự động hóa các quy trình kinh doanh để tối ưu hóa hiệu quả công việc. Rồi module 4 các bạn. Chiến lược kinh doanh thông minh với AIVA, mô tả cách mà AIVA có thể giúp bạn xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Rồi module 5 là đánh giá và theo dõi hiệu quả AIVA, đánh giá theo dõi hay gọi là đo lường các bạn. Thì đo lường sự thành công AIVA và là rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp. Thì cho nên là mô năm cái module về hướng dẫn về cái một số công cụ kinh doanh AIVA tuyệt vời các bạn. Các bạn hãy nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem với những cái video mà về trí tuệ nhân tạo này các bạn, AI đó. Thì mỗi tối một là 8 giờ, hai là 9 giờ thì tôi sẽ live stream những chương trình sắp tới. Tôi sẽ đi sâu vào chương trình của AI rất nhiều. Các bạn hãy giới thiệu nhiều người cùng xem, người khác hay vô cùng biết ơn các bạn với cái công nghệ tiên tiến và phát triển như bảo hiện nay như là AI đó bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.